Xin chào tất cả mọi người, em là Phạm Chí đến từ Đồ Xưa Tuyển Chọn Gò Dấp. Hôm nay lên một chiếc đồng hồ cây cho anh em mình tham khảo ha. Và như trước mặt anh em thấy á, đây là một chiếc đồng hồ cây có dáng rất là quen thuộc anh em ha. Rất là quen thuộc. Và không khác hơn đó, nó chính là chiếc Braceway 9030 Huyền Thoại, một trong những dòng best seller ở thị trường Việt Nam của hãng Braceway anh em ha. À, anh em mình rất là thích cái dáng của cái mẫu này à, anh em mình đi xem nó có cái gì hay. À, chiếc này là chiếc thứ mấy em cũng không nhớ nổi luôn rồi ha. Rồi bây giờ đó, anh em mình cứ xem cái video mà em đăng tải ha, ngày mấy tháng mấy là anh em mình nhớ. Lần cũng như mọi khi ha, em báo cái thước cho anh em mình dễ hình dung. Đây, nó cao là 2m20, ngang là 65, sâu là 36 sen. À, với cả chiều cao kích thước khá là lý tưởng anh em ha. À, em có một cái lời hứa với anh em là so sánh con Braceway 9030 và con Howard Miller 611015. Nhưng mà do cái chiếc 611015 thì đã bán mất tiêu rồi. Đó, cho nên là không còn thời gian để mà quay so sánh. Em sẽ nợ anh em một cái bài so sánh ha. Em nợ anh em một cái bài so sánh. Đó, anh em thấy nó rất là đẹp anh em ha, quyến rũ, à, cổ điển. À, rồi anh em mình bắt đầu đi soi xem nó có cái gì hay. À, đây anh em thấy cái chỉ trên của nó mà, à, chỉ trên ha. Chơi với em là phải soi anh em ha, soi kỹ vô. À, người mua cũng vui, người bán cũng vui. À, không có gì mà mập mờ hết anh em ha, có sao mình lột tả hết. Anh em rất là dễ mua, rất là dễ chọn. Đó, ai trên này là mão nè. Đó. Em quay clip đó thì cái con nào nó ra con đó anh em ha. Mình quay kỹ cho anh em mình dễ xem, dễ tham khảo. Đó. Đây. Chỉ bên phải đây anh em. Đó. Chỉ bên phải đây anh em. Đó. Còn khá đẹp anh em ha. Rất đẹp. Đó, anh em rất thích cả những cái vân nù ghép đối xứng ở trên cái mão phần đầu này là anh em. Đó, anh em thấy phần nụ của nó mà. Đó. Rất đẹp đúng không anh em? Đó, đây cũng là những cái lý do mà anh em mình thích con Braceway 9030 này. Đó. Đây, đây là trụ bên trái đây anh em. Đó, trụ bên trái đây. Cửa sổ đây anh em. Đó. Ròn chân kiến đây anh em. Bản lề đây, à, cửa sổ kiếm mài, à, rồi đây là cái phần trụ bên trái này, à, họa tiết nhẫn nhá rất nhiều. Cái con này thì em cũng đã quay clip rất nhiều anh em ha, nhưng mà con nào nó ra con đó, à, anh em mình dễ hình dung, rất là dễ mua. Đây là cửa sổ bên phải anh em, à, ròn chân kiếm, bản lề, à, kiếm mài. À. Rồi, anh em mình đi tới phần phía dưới. À, anh em thấy. Đây là chỉ ở phần đầu. À, đầu dưới. À, chạy dài qua đây. À, xôi đi anh em. Xôi nhiều vô anh em. Xôi kỹ vô anh em. À, đây là cái phần trụ ở giữa anh em ha. Phần trụ ở giữa. À, nhẫn nhã những chi tiết này. Rất đẹp. Hay gì á, cái trụ mà của con 9030 này là nó ốp vô anh em ha, thì cái con mà Howard Miller 611015 thì nó trụ nó to đây, nó chạm khắc luôn, nó chạm trên cái trụ này luôn ha. Đó, đó là một sự khác biệt. Đây kiến mài đây anh em. Đó, bên hông đây anh em, hông bên phải nha anh em. Đó. Đó, anh em thấy cái mặt trước của nó mà. Đó, chi tiết này rất là đẹp luôn, anh em nhìn nó rất là cổ điển anh em ha, sở hữu một chiếc kiến công. Đó. Một chiếc kiến công, một chiếc kiến lượng. Kiến này mà bể thì cũng ăn mài luôn anh em ha. Đó. Quan trọng nhất là tấm kiến này ha, giá trị con đồng hồ nằm ở chỗ này nữa anh em ha. Đó. Vận chuyển rất khó khăn. Đó. Bể một cái là coi như xong phim luôn. Đó. Rồi bên này là bên trái đây anh em. Đó, anh em soi kỹ vô. À, à,
rồi đây là phần trái ở phía đế ha anh em. Đó, em quay từ từ cho anh em mình xem ha. Đó, tính em mà vậy anh em ha. Thử soi kỹ vô. Đó, đây cực đẹp. Đó, chi tiết lá như thế này phải nói là cực đẹp. Thì ở trên như thế nào thì ở dưới nó cũng là một mảng nu rất đẹp anh em ha. Đó, anh em thấy nu mà. Đó, ốp nu xịn anh em ha, vẫn là ốp đối xứng. Đó, em thấy nguyên một miếng nu lớn. À, em để xài cho anh em mình dễ xem nè. Đó, rất đẹp anh em ha. Đó, nhìn cái bệ chân của nó. Đó, nhìn rất là ngầu luôn. Đó, anh em thấy ở dưới, ở trên là một cái mão, ở dưới thì nó cũng là một cái chi tiết hoa văn y chang như ở trên nè em ha, đối xứng rất là hay luôn. Đó, đây là bên phải đây nè, bên phải đây. Con này phải nói là cái vỏ nó tuyệt vời nè em ha, quá còn quá trời mới, quá mới. Rồi đây là em soi cái hậu cho anh em mình xem luôn ha. Đây thông số về bóng đèn anh em ha. À, mô đen 9030 này. Đây, Rexway, hãng Rexway ha. À, lúc này nó vẫn còn Rexway ha, chưa xác nhập tới hồ Washington anh em ha. Đó. Đây, dây điện. Thì dây điện này thì bóng đèn nó vẫn còn sử dụng là 110V anh em ha. Vì nó xài tăng phô, nó phải sử dụng cái cục biến thế này anh em ha. Đó. Đây, chìa khóa Rexway đây anh em. À, những cái chi tiết nhỏ nhỏ như thế này á, nó đồ zin nó vẫn là giá trị anh em ha. Mở này, rồi mở này, nó là hai cửa riêng biệt anh em ha, hai cửa riêng biệt. Rồi này số series của nó đây anh em, số series nó 7486. Rồi đây ron chân kiến này anh em, bản lề đây anh em. Em còn cái mặt số nữa nè, đẹp không em? Em để sai cho anh em xem trước. Đó, một cái mặt lắc pha lê mặt lộ cơ anh em ha. Em quay từ từ nha, quay từ từ cho anh em mình xem. Cứ từ từ anh em ha. Rồi đây là cần chuyển bài anh em ha. Quay từ từ cho anh em mình xem. Phải lời đây nè. Thương hiệu Rexway. Chân sau rất đẹp. Rồi. Phần tạ lắc anh em ha. Đây. Đây là phần tạ đây anh em. Phần tạ đây. Vẫn xước theo thời gian này anh em. Tả zin đồ zin. đồ zin anh em ha. À, em là cái gì gọi đồ zin là khoái à, cho dù nó như thế nào nữa nó xước chạy của mình, nó là đồ zin là khoái. À, anh em coi cái quả lạc pha lê của nó đây. Đó, anh em thấy nó chiếu tia rất đẹp ha, khi ban đêm nó chiếu tia rất đẹp. Cái này nó cũng có vết tích thời gian này nè, lấm đấm này nè. Đó, này cũng vậy anh em ha. Đó, đồ zin anh em ha. À, gì chứ zin là khoái. Đó. Rồi ở đây thì nó sử dụng một cái bóng đèn tiếp ở dưới anh em ha. Đó, này này bóng đèn tiếp ở dưới ha. Đó. Chơi với em là không có bụi anh em ha, tất cả đồng hồ đều phải được vệ sinh sạch sẽ. Đó, không có đem bụi về nhà anh em ha. Đó, sạch sẽ đẹp, chơi là phải chơi cái gì nó đẹp anh em ha. Đó, đẹp sạch sẽ. Đó. À, nó còn dư một cái con chuột 110 luôn anh em ha, cho anh em mình thay thế luôn. À, hướng dẫn sử dụng tay quay đầy đủ. À, rồi. À. Rồi anh em mình soi qua phần máy móc. À, anh em hãy kiến thủy một tấm trên một tấm dưới.
Đó. Thì nó vẫn chạy chiếc máy Hemler anh em ha. Chiếc máy Hemler. Thì riêng về chi tiết chiếc máy này á, thì anh em mình, em có để cái link ở phần mô tả đó, anh em mình vào website anh em mình xem được chi tiết chiếc máy này anh em ha. À, tất cả đồng hồ phải được bảo dưỡng trước khi giao lưu, đó chính là quy trình bắt buộc bên em ha. À, máy móc là phải được rút ra kiểm tra, à, làm hay hết tất cả anh em ha, kiểm tra kỹ đó, đó là quy trình bắt buộc. Anh em thấy tem 9030 này, tem 9030 của nó này. Đây, bộ gông này. Thì trên con này anh em thì nó sử dụng rất là nhiều loại gông anh em ha. Thì nó là gông vàng, gông thép. Đó. Máy thì cũng vậy. À, máy có khi là vách nó sao là vách màu vàng, nó khi sao là màu trắng. Ha. Tất cả là để mặt á, thì thường đa số này là mặt trắng anh em ha, mặt nó bạc. Để nó ánh đèn xuống anh em nó dạ vô nó đẹp ha. Đó. Chứ còn chi tiết máy thì giống nhau, không khác gì hết. Đó. Nó vẫn chạy cái con máy Hemler anh em ha. À, con máy Hemler 1161 thì phải. Đó. Rồi, em qua. Bên này cho anh em mình soi tiếp ha. Em có để cái link anh em ha. À, anh em vào website anh em mình sẽ thấy được chi tiết chiếc máy này. Ở đây thì anh em mình cũng rất là dễ hình dung vào nó rồi. À, này. Máy móc. Đó, nó phải sạch sẽ tươm tất. Rồi, anh em mình tới phần test chuồng. À, anh em mình nghe Westminster đi ha. À, Westminster sáng ăn cơm sườn. Anh em mình nghe Washington ha. Đợi xíu xíu không sao, nó quýnh lớn quá. Rồi. Anh em nghe thấy thế nào ạ? À, nó âm nó nhỏ anh em ha. Âm nó nhỏ vừa. À, cái con nào mà âm nhỏ vừa em sẽ nói nó âm nhỏ vừa. Con nào âm to em sẽ nói nó âm to. Đó, con này thì âm nó nhỏ vừa. Anh em mình chơi dáng nhiều hơn chơi âm anh em ha. Anh em thấy xung quanh nó toàn là kiến không à? Ha, bốn bề của nó toàn là kiến không. Cho nên á, âm thanh thì nó kỵ kiến anh em ha. À, âm nó thì nó không nhỏ lắm, nó chỉ vừa nghe thôi. Đó, ở trên là đàn đây anh em. À, âm vừa. Con này thì mình chơi dáng nhiều hơn là chơi âm anh em ha. À, nó quá đẹp, âm nó vừa, lịch sự, dễ nghe, không có quýnh đùng đùng như mấy con xì lai đâu. À, xì lai thì nó bá đạo à. À, nó quýnh ghê lắm, quýnh nghe đúng đúng. Mấy con này âm nó quýnh vừa đủ nghe thôi. À, nhẹ nhàng, lịch sự. À, anh em nào thích âm to á, cái này thì nó không có phù hợp với anh em mình đâu. À, quýnh mà đùng đùng là không có đâu nha anh em. Nó quýnh rất là nhẹ nhàng anh em ha, lịch sự nhẹ nhàng. À, em quay một cả dòng tổng thể cho anh em mình hình dung này. Raceway 9030 lắp pha lê kiến công. À, best seller của Raceway tại thị trường Việt Nam. À,
cái dạng của nó thôi là chạy kè rồi anh em. Anh em cứ hình dung mình đặt cái con đồng hồ này vào trong cái phòng khách của mình ha, nó sẽ làm cho cái phòng khách mình nó lung linh lộng lẫy ha. Chắc lắm anh em à ha. Ok ok anh em, về chi tiết phần giá cũng như mọi khi ha, anh em cứ điện thoại trực tiếp, số điện thoại em để trên màn hình đó, hoặc là nhắn tin em sẽ trả lời anh em ha. Đó, năm 2022 rồi, anh em mình thích thì nhích luôn, bóp điện thoại gọi luôn, đừng có ngại ngùng gì hết anh em ha. Thời buổi này mà còn ngại ngùng gì, tiếc gì một cuộc điện thoại nếu như mình thích anh em ha. À, ngoài cái chuyện báo giá, em còn tư vấn cho anh em rất nhiều câu hỏi mà anh em mình muốn em giải đáp ha, em sẽ tư vấn nhiệt tình cho anh em mình. À, anh em nào thiện chí thì cứ gọi điện thoại anh em ha. À, đồng hồ thì giá cả rất nhiều ha. À, cũng là một model có rất là nhiều loại giá, cho nên việc đăng giá công khai là cũng rất là bậc anh em ha. À, không phải chiếc nào cũng như chiếc nào anh em ha. À, cũng là một dòng model có tới 5 loại giá, 6 loại giá. Anh em cứ hay nói sao không báo giá trên video anh em ha. À, rất ngại, rất là ngại luôn. Đó, thật sự rất là ngại. Còn anh em nào mà thân thiết với em rồi thì quá quá hiểu em rồi ha. Đó, vì sao mà em không để giá trên những cái clip YouTube hay là những cái như thế nào anh em ha. Anh em nào chơi với em lâu rồi đó thì chắc cũng đã biết rồi ha. Ok anh em, cảm ơn mọi người đã xem clip. Nếu thấy hay, mọi người hãy cho em một nút đăng ký và một nút chuông kế bên để nhận thông báo em sẽ review những chiếc đồng hồ, những món đồ xưa gửi đến cho mọi người tham khảo. À, em còn rất rất là nhiều anh em ha. Rồi, cảm ơn mọi người. Hẹn mọi người vào video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.